Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tu viện Quảng Đức và Trang nhà Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ, Sự Tiên Tri Về Tương Lai. Nguyên tác tạng ngữ: Đại sư Zamzang Khense Choki Lodo Rinpoche. Dịch từ tạng ngữ ra Anh ngữ: Đại sư Galakang Rinpoche. Dịch từ Anh ngữ ra Việt ngữ: Kathy Nguyễn. Chitme Dichen Doma. Diễn đọc: Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên. Kính lễ Tam Bảo, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng dạy giáo pháp này để lợi lạc chúng sanh trong thời kỳ ác trược khởi sinh. Vào thời điểm đó, giáo pháp này giống như một con đường. Bởi vì sao? Vì giáo pháp thiêng liêng này giống như con đường sống còn mà tất cả chúng sinh đều có liên quan vào đó. Một thời, khi Đức Thế Tôn đang ngồi dưới cội Bồ Đề và đang quán chiếu đến vô lượng vô biên chúng sinh ở cõi Ta Bà, Ngài đã thấy rằng vào cuối của chu kỳ 500 năm, một thời kỳ đại ác sẽ xuất hiện. Khi đề cập về những hành động và tư tưởng của hết thảy hữu tình chúng sinh, Ngài đã dạy rằng tất cả chúng sinh phải thực hành theo 10 điều thiện lành. Những chúng sinh có công đức lớn sẽ được tiếp xúc với bản kinh giáo pháp này, trong khi những chúng sinh không có sự kết nối thì sẽ tích lũy ít công đức. Nỗi khổ đau từ những cảm xúc phiền não thực sự càng trở nên lớn mạnh, bởi vì con người sống trên trái đất sẽ như bị vật chất lấy đi sự sống của họ. Và tôn giả A Nan đã khẩn nguyện đến Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con một giải pháp với lòng đại bi vô lượng, bằng cách nào có thể độ thoát chúng sinh khỏi những thống khổ này. Khi đó Đức Thế Tôn trả lời rằng: Này A Nan, Như Lai sẽ nói cho ông. Khi Như Lai đang an trú trong không gian hư không, Như Lai luôn quan sát và dõi nhìn các chúng sinh ở cõi Ta Bà. Vì vậy, các ông hãy lắng nghe lời khuyên của Như Lai. Giáo pháp này sẽ đem đến lợi lạc trong thời điểm mà thời kỳ đen tối khởi sinh. Vào thời điểm ác trược đó, nếu ai đọc tụng và ghi chép giáo pháp này, cầu nguyện, thực hành thiền định, trì tụng và quán tưởng về hành từ bi của Đấng Đại Bi, Đại Bồ Tát Quan Thế Âm, thì những bất tịnh, u ám sẽ được thanh tịnh nhanh chóng. Nếu một ai hết lòng tôn kính bản kinh giáo pháp thiêng liêng này, giữ gìn một cách thanh tịnh bằng cách cúng dường với hoa và hương, thì tất cả chúng sinh sẽ được nhiều lợi lạc. Qua việc thọ trì đọc tụng kinh văn này và biên chép lại, chúng sanh đó sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp từ thế hệ này đến các thế hệ vị lai. Khi đó, cạnh gốc cây có một hồ nước lớn, bên bờ hồ hóa hiện Đấng Đại Bi, Đại Bồ Tát Quan Thế Âm đang tọa thiền. Trong lúc hướng tâm đại bi đến hữu tình chúng sinh, Ngài bắt đầu đầm đìa nước mắt. Bấy giờ Đức Thế Tôn mới dạy rằng: Này thiện nam tử, hãy lắng nghe kỹ đây, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, ông đâu nhất thiết phải rơi lệ, hãy chú ý thật kỹ vào giáo pháp này. Trong tháng Dần đầu năm tới, Như Lai sẽ đến cõi thế gian. Vào thời điểm của thời kỳ suy đồi đó, tất cả chúng sinh hữu tình đều sẽ được giải thoát khỏi đại dương khổ đau. Tất cả mọi nghiệp tiêu cực sẽ được tịnh hóa, thậm chí Như Lai sẽ độ thoát chúng sinh ra khỏi địa ngục mà họ đã bị đọa sinh. Lúc đó, giáo pháp thiêng liêng này sẽ được công bố và được biết đến, và những ai viết lại, sao chép và đọc tụng bản kinh này thì sẽ được thoát khỏi mọi bệnh tật. Nếu được ghi chép lại bởi một người thì sẽ mang lại lời lạc đến cho cả một thành phố.
nếu được cả thành phố kính tin, thì tất cả các quốc gia đều được hưởng lợi. Công đức của các loài người sẽ được tăng trưởng, và những ảnh hưởng tiêu cực từ những vấn đề không mong đợi và các chướng nạn sẽ được thanh tịnh hóa. Tất cả những chướng ngại xấu xa sẽ được giải thoát khỏi khổ ngục. Điều đó sẽ đem lại lợi ích cho cả hiện đời này và các đời vị lai. Giáo pháp này thực sự là con đường vô cùng lợi lạc cho chúng sinh trong sáu cõi luân hồi. Ví như, nó giống như chiếc thuyền giúp vượt qua dòng sông hay đại dương. Đây thực sự là một giáo pháp rất quan trọng. Kính ngưỡng và đặt tín tâm vào giáo pháp này sẽ cực kỳ lợi lạc cho đến khi Đức Di Lạc thị hiện cõi thế gian. Qua sự ghi chép bản kinh và truyền đến các nơi khác, công đức sẽ tăng trưởng vô lượng vô biên trong đời sống hiện tại và thân này. Nó khiến cho cả một đại dương đẫm máu của vòng luân hồi sinh tử sẽ phải khô cạn. Thứ nhất, bởi vì tâm trí luôn khởi tâm hành theo 10 điều bất thiện, chúng sinh sẽ sống dưới sự kiểm soát của các cảm xúc bất hòa và xung đột. Ôi đáng thương thay cho hữu tình chúng sinh. Kế đến, thứ hai, cõi loài người như một thung lũng ngập máu. Thứ ba, người nông dân trồng trọt nhưng không thể thu hoạch thành quả của chính mình, mù màng thất thu. Thứ tư, nỗi khổ đau của con người sẽ trở nên to lớn vô cùng. Thứ năm, con người có thể sẽ không nhận thức được con đường của chính mình. Thứ sáu, các thành phố sẽ xuất hiện đầy các loài thú ăn thịt. Thứ bảy, các căn nhà ở các quốc gia sẽ bị bỏ trống không. Thứ tám, những loài thú hoang ăn thịt sẽ được thấy lang thang đầy rẫy khắp mọi nơi. Thứ chín, trong các thành phố và quốc gia, mặc dù vẫn còn một số người sót lại, tuy nhiên họ không dám ở đó. Thứ mười, loài ngạ quỷ đói khát xuất hiện đầy khắp các thôn xóm. Từ việc hành 10 điều bất thiện sẽ dẫn đến những việc như vậy. Khi đó con người sẽ không thể khen hay ca ngợi người khác, mà chỉ toàn tự đề cao mình và chê bai người khác. Sẽ có 4 tầng lớp giai cấp xã hội: quý tộc, thương gia, lao động và các tu sĩ học giả. Nếu tất cả những người này đều đặt niềm tin, hết lòng tôn kính giáo pháp này, thì thời kỳ đó sẽ trở nên an lạc, tốt đẹp. Nhưng Đức Thế Tôn nói tiếp, nếu chúng sinh mê lầm không tin vào giáo pháp thiêng liêng này, thì họ sẽ lần lượt theo nhau rơi thẳng vào địa ngục vô gián. Nơi đó, họ sẽ chẳng thể nghe được chánh pháp, và những tiếng kêu vang, than khóc thống khổ sẽ vang dội khắp đất trời. Thời kỳ đại dịch sẽ đến liên tiếp trên cõi địa cầu. Ngay sau khi chúng sinh biết về giáo pháp này, và lập tức nó sẽ giúp khắc phục mọi dịch bệnh và nạn đói, mọi người sẽ được một cuộc sống an vui tốt đẹp. Lại nữa, còn có 7 loại khổ đau mà loài người có thể sẽ nếm trải. Trước hết là loại khổ đau từ các cõi địa ngục. Thứ nhì là loại khổ đau như đói khát của loài quỷ đói. Thứ ba là loại khổ đau về tranh chấp và chiến tranh như những vị Atula trải nghiệm. Thứ tư là loại khổ đau vì không có sự nhàn rỗi và khổ đau vì đói khát bần cùng. Thứ năm là loại khổ đau bởi nắm giữ những tà kiến. Thứ sáu, nỗi khổ đau vì có cuộc sống quá dài lâu giống như các vị trời. Thứ bảy, sự khổ đau của giai đoạn thân trung ấm trong cõi luân hồi. Bởi vì tất cả những nỗi thống khổ này để đem lại lợi lạc cho những ai kính tin bản văn giáo pháp này thì sẽ đạt được quả lành trong bất kỳ mọi ước nguyện mong cầu. Tất cả các bệnh tật sẽ được khắc chế và thời gian an lạc sẽ trở lại như trước. Tại sao lại như vậy? Cụ thể là như thế này. Vào năm Hỏa Ngọ Đực, tận trên không gian hư không, một thiên thạch lớn sẽ rơi xuống cõi địa cầu cực mạnh bên bờ một đại dương. Và khi thiên thạch vỡ ra, giáo pháp thiêng liêng này sẽ được hiển lộ. Khi kinh văn này xuất hiện,
điều hết sức quan trọng là không được giữ bí mật cho riêng mình, mà phải phổ biến và truyền bá đến cho những người khác. Điều này không chỉ dành cho một hoặc hai cá nhân, mà pháp này được tuyên thuyết vì lợi ích cho tất cả hữu tình chúng sinh. Nguyện cho mọi khổ đau trên thế gian này được chấm dứt. Vào cuối giai đoạn 500 năm, sẽ là thời điểm mà giáo pháp Phật Đà sẽ dần biến mất. Thời gian khi tu sĩ không thể giữ gìn giới nguyện của họ. Thời gian mà tâm ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực. Thời gian mà những lời thệ nguyện và các ác hành được sử dụng như là thực phẩm. Thời gian mà loài người chỉ hành theo 10 điều bất thiện. Và khoảng thời gian mà các hành giả mật thừa cũng sẽ thực hành sai trái. Họ chỉ trì tụng những tà thuật. Thời gian mà năm độc sẽ được nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Đó sẽ là khoảng thời gian khi mà thân và khẩu sẽ đi vào lầm lạc. Giá trị của giáo pháp tâm linh sẽ bị suy thoái. Thời gian khi lông chim sẽ trải đầy trên những ngọn núi. Thời điểm mà gỗ và sắt được chứa đựng trong các hộp. Tất cả chúng sanh sẽ bắt đầu phạm các ác nghiệp, thực hiện những điều tồi tệ, tạo ra những việc làm tai hại, là thời điểm của sự sợ hãi và thống khổ hiện lộ một cách rõ ràng nhất. Giáo pháp này sẽ giúp xua tan những ác nghiệp xấu xa trong thời điểm suy đồi đó. Giáo pháp thiêng liêng này sẽ cứu vớt tất cả. Khi nhìn thấy kinh văn này, đọc tụng và ghi chép lại, thì một điều chắc chắn, thời mạt pháp với những ảnh hưởng tệ hại sẽ phải kết thúc. Chính điều này đủ để phân biệt được đâu là sự thật và đâu là hư vọng. Đó có thể nói cho chúng sanh biết rõ sự thật này. Còn những chúng sanh nào nói rằng điều này không đúng sự thật và không tin vào giáo pháp này, thì từ đỉnh đầu cho đến tận cùng các ngón chân của họ sẽ phải gánh chịu bởi các loại tật bệnh xảy ra trên cơ thể. Sau khi Đức Thế Tôn nói xong những lời này, Đức Quán Thế Âm, Đức Di Lạc, Tôn giả A Nan, các vị trời, Atula, người, Càn Thác Bà, tất cả đều hoan hỷ tán dương giáo pháp Đức Phật vừa tuyên thuyết. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đặt bàn tay phải của Ngài, được điểm tô bởi thân kim dung với các tướng tốt trang nghiêm, chạm xuống đất. Nhờ vào thần lực này đã khuất phục được các thế lực đen tối của ma vương cùng quân ma. Người ta phải rèn luyện trong sự hoàn hảo siêu việt của điều này, điều đem đến niềm hoan hỷ không thể nghĩ bàn, cùng sự an định trong tâm, để đánh bại và an dịu tất cả mọi loại tật bệnh. Và các thế lực ma vương phải thực hành pháp ba la mật này. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn trở lại nhập chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, và sau đó Ngài tuyên thuyết giáo pháp ngắn này như là sự tóm tắt của tất cả giáo lý siêu việt của kinh điển. Một lần nữa, Tôn giả A Nan lại bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, kể từ khi Ngài tuyên thuyết những lời dạy này, sự giảng giải về giáo pháp này có sức mạnh chuyển hóa những chướng ngại khổ đau trong luân hồi. Trong năm Thổ Thân Đực, một trận dịch bệnh sẽ xảy đến và tầm ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn và rộng khắp, nên phải mạnh mẽ tinh tấn trong việc thực hành này. Nếu tất cả các chúng sinh hữu tình không nghĩ rằng đây đúng là sự thật, vẫn mê lầm không tin nhận và không có khả năng để truyền bá rộng rãi giáo pháp này, thì các uy lực âm binh xấu ác của ma vương sẽ được mãn nguyện. Nếu bản kinh này được sao chép với sự kính tinh trong sáng, thì phúc lạc tuyệt diệu sẽ trổ lên, lợi ích to lớn cuối cùng sẽ đến từ giáo pháp thiêng liêng này. Đức Thế Tôn đáp: lành thay, thật đúng như ông nói. Điều này đã được tán thán ngay từ đầu, và tất cả mọi thiện hạnh sẽ được trổ lên. Mọi đức hạnh và mọi công đức tốt lành sẽ luôn tăng trưởng. Điều này đã được tuyên thuyết bởi tất cả chư Như Lai. Này Hoan Hỷ Long Vương Gagu và Thiện Hoan Hỷ Long Vương Niga, cả hai ông phải hết sức hộ trì bản kinh giáo pháp này để mang lại lợi ích cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Trong tương lai, vào thời khắc cuối cùng,
những phẩm chất của giáo pháp này sẽ vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Đối với những ai đặt tín tâm vào kinh văn này, thì tất cả những ước nguyện, mong cầu sẽ thành tựu và sẽ được độ thoát khỏi các tình trạng bất thiện và những chướng ngại. Người đặt niềm tin tín ngưỡng vào giáo pháp của Đấng Phật Đà phải biết cúng dường với hoa và hương. Ngay sau đó, Đức Di Lạc nhìn xuống từ khoảng không phía trên. Ngài đã thấy máu chảy ra từ con mắt của loài người. Vì vậy, Ngài đã đến thưa với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con cúi xin Ngài giảng dạy cho chúng con một giáo pháp ngắn gọn với quyền năng gia trì vô lượng cho tất cả hữu tình chúng sinh trong tương lai. Đức Thế Tôn đáp, lành thay Đại Bồ Tát Di Lặc, ông hãy lắng nghe lời ta, Như Lai giáo hóa pháp này vì lợi ích cho các phạm thiên, đế thích và cũng như lợi ích cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Để mang đến lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình, các ông sẽ phải truyền đạt lại như lời của Như Lai. Và vì vậy, cần phải cố gắng nỗ lực tinh tấn và trân quý giáo pháp này, vì nó sẽ giúp tích tập vô biên công đức, thiện hạnh và phúc lạc. Trong mùa thu năm Hoãn Ngọ Đực và trong năm Thổ Thân Đực, tất cả những người hành ác, những người không có niềm tin và tín tâm vào giáo pháp này, đã tích lũy nhiều ác nghiệp, nên khi đó họ sẽ phải chết, họ sẽ phải rời bỏ cuộc đời này. Nhưng nếu một ai đó đọc tụng và ghi chép bản kinh này, thì người đó sẽ sống thọ, tiêu trừ được tật bệnh và công đức sẽ tăng trưởng rất lớn. Vào thời kỳ ác trước đó, các thế lực âm binh xấu ác sẽ tụ tập nhanh chóng ở nhiều quốc gia. Chúng sẽ chạy và ẩn mình để loài người sẽ không thể nhìn thấy nơi chúng ẩn nấp. Khi đó, thần lực gia trì thù thắng của bản kinh thiêng liêng này sẽ khiến cho các chướng nạn và quỷ dữ biến mất. Điều đó nhờ vào quyền năng gia trì nhiệm màu của giáo pháp này. Chính vì vậy, điều quan trọng là không có bất cứ nghi ngờ nào và phải phổ biến rộng rãi kinh văn này đến khắp mọi nơi, mọi quốc gia. Không được có bất cứ sự hoài nghi và nghĩ rằng giáo pháp này không đúng sự thật, nên biết rằng đây là lời của Đấng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Những ai không có sự kính tin đối với bản kinh này sẽ phải trải qua một trận động đất lớn trong năm Hỏa Ngọ. Khi thời kỳ đại ác đến vào năm Hỏa Mùi Cái, sẽ có rất nhiều cái chết, họ sẽ mất mạng cùng nhau bởi những trận lũ lụt. Một số sẽ chết bởi tai nạn khi đang du hành, một số chết vì bệnh tim. Trong năm Thổ Thân Đực sẽ có một trận lũ lụt khủng khiếp. Vào mùa hè, những cái chết do nạn đói gây ra. Vào lúc đó, loài quỷ dữ sẽ hiện lộ ở khắp các thành phố. Nếu người nào đọc tụng và ghi chép bản kinh thiêng liêng này thì sẽ được độ thoát khỏi mọi tai họa từ các chướng nghịch hoặc quỷ dữ. Trong năm Thổ Dậu Cái sẽ không có tai họa xảy ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng sinh không được ăn các loại thịt, nên ăn chay và thực hành tinh tấn trong việc tuân thủ giữ gìn giới luật. Trong năm Kim Túc Đực, tất cả các thành phố và các khu vực lân cận sẽ bị tràn ngập bởi các loài thú ăn thịt như hổ, báo, gấu, chó hoang, chó sói và những động vật tương tự như thế. Lúc đó, điều hết sức quan trọng là phải viết và đọc tụng bản kinh này như một phương tiện cứu cánh để cứu giúp loài người. Đến năm Kim Mùi Cái, tất cả chúng sinh sẽ như bị mất tự chủ và sẽ như giấy bị thổi bay trong gió, hoặc như thể bị cuốn trôi trong một trận lụt. Sau đó, những ai thiếu đức tin vào giáo pháp này sẽ chết. Tiếp theo, Đức Thế Tôn quay ra nói với Đức Quán Thế Âm. Trong suốt thời gian của năm Tý, một âm thanh huyền bí sẽ vang dội từ trên hư không và giống như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, đều có thể tỏa rạng mọi phía xung quanh bởi thần lực gia trì và quyền năng vô thượng thù thắng của Đấng Như Lai. Nếu ai đó đọc tụng và ghi chép giáo pháp này,
thì năng lực gia trì của bản kinh sẽ chiếu sáng tất cả bốn phương và tám hướng. Và như thế giáo pháp này sẽ đem lợi lạc cho đến khi Đức Di Lạc giáng thế. Nếu có ai ghi chép và đọc tụng kinh văn này, người đó sẽ có được công đức to lớn tựa núi. Tại cung điện Bồ-Tát-la, nơi ngự và hóa hiện kim khẩu của đấng đại giác ngộ, vây quanh ngài bởi một đoàn tùy tùng là chư Bồ Tát, tất cả chúng sinh phương trên và phương dưới trong tất cả mười phương đều được sống trong an lạc nhờ vào những thiện ý từ bi của đấng đại bi đại Bồ Tát Quán Thế Âm ban phát và gia trì cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Những ai có suy nghĩ rằng điều này không đúng sự thật hoặc nảy sinh những sự hoài nghi thì sẽ có một thời kỳ dịch bệnh lan tràn xuất hiện vào giữa mùa hè. Loài người sẽ chết từ lúc bình minh cho đến lúc chạng vạng tối. Vào thời điểm đó, tính từ khi giai đoạn tà ác tăng trưởng, thì tất cả các khu rừng sinh thái sẽ sụp đổ. Tất cả các núi đá sẽ bị hủy hoại tận gốc và trái đất sẽ rúng động. Không gì có thể sống nổi tại đó. Cứ mỗi 10 người, chỉ còn một người sống sót. Nếu có ai nghĩ rằng điều này không đúng sự thật, hãy biết đây là lời của Đức Thế Tôn. Ôi thật đáng thương thay cho vô lượng hữu tình chúng sinh. Vào năm Hỏa Mùi Cái và trong năm Thổ Thân Đực, giai đoạn 500 năm tà ác sẽ bắt đầu hiển lộ. Tình trạng chiến tranh, xung đột sẽ đến từ bốn phương tám hướng. Nhân loại sẽ trở nên tàn nhẫn hơn bởi những tranh chấp không ngừng nghỉ. Trong suốt thời kỳ ác trược, để độ thoát chúng sinh thoát ly khỏi giai đoạn tồi tệ đó bằng cách chỉ cần bất cứ ai kính tin vào bản kinh giáo pháp này, khi nhìn thấy, lập tức sao trác và thọ trì thì tình hình chiến tranh xung đột sẽ lắng xuống và điều này giải cứu cả thế giới. Nếu người nào đọc tụng, ghi xuống và sao chép kinh văn này thì công đức vô lượng vô biên sẽ đến với họ và sẽ được độ thoát khỏi mọi sự lo âu sợ hãi. Giáo pháp thiêng liêng này không phải chỉ dành cho một hoặc hai cá nhân mà nó được tuyên thuyết vì lợi lạc cho mọi hữu tình chúng sinh. Bản kinh thiêng liêng này được truyền bá nguyên vẹn đến khắp mọi nơi trên cả nước thì tất cả mọi người sẽ được hưởng an lạc. Nguyện cho các chúng sinh sống với đạo đức sẽ có một cuộc sống an yên hạnh phúc. Nếu ai đó không tinh tấn trong việc trì tụng giáo pháp này trong suốt một năm hoặc sáu tháng thì họ sẽ phải trải qua một thời kỳ đau ốm bệnh hoạn. Một số sẽ chết vì sốt, một số vì cảm lạnh, một số chết vì điên loạn và suy sụp tinh thần, một số sẽ chết vì bị chấn thương, vì bệnh tim, vì căn bệnh về cổ họng, một số sẽ chết vì bệnh gan. Thậm chí mặc dù vẫn có phương thuốc chữa trị cho các căn bệnh ấy, nếu không muốn bị ảnh hưởng từ các tác nhân gây hại, có một giải pháp: nếu những thiện nam hoặc thiện nữ nào buộc câu minh chú này vào người của họ, câu minh chú này sẽ bảo vệ họ và sẽ giúp họ tránh khỏi được các căn bệnh truyền nhiễm và các tác hại của loài rồng, các hung thần, quỷ dữ và âm binh, đó là Emma Ho Pano Pano Soha. Emma Ho Pano Pano Soha. Emma Ho Pano Pano Soha. Nam giới thì đeo bên phải và nữ giới thì đeo bên trái. Nếu có ai đó làm điều này thì người đó sẽ tránh được các tật bệnh và các bệnh truyền nhiễm và họ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp và sự tái sinh tốt lành. Nếu một ai đó đọc tụng, ghi chép và đặt hết tín tâm mà không có bất cứ hoài nghi nào thì tác dụng của giáo pháp này sẽ đem đến sự tự do giải thoát khỏi biển máu khổ đau của luân hồi. Ôi đáng thương thay cho hữu tình chúng sinh sống giữa trời và đất. Nguyện cho mọi khổ đau, cái chết phi thời đều được hoàn toàn tịnh hóa. Nguyện cho những thời gian tốt đẹp sẽ lại được như trước. Nguyện cho chúng sinh tích lũy kho tàng công đức vô biên. Đối với tất cả những ai không tin vào bản kinh thiêng liêng này,
như đã nói trước đây, họ sẽ không có cơ hội để tin được nữa. Và như vậy, bệnh tật sẽ trỗi lên ở khắp mọi nơi trong các thành phố. Thậm chí, dù cho dự trữ sẵn thực phẩm dinh dưỡng, vào thời điểm đó, chúng sinh cũng sẽ không thể ăn được. Và khi đó, Đấng Đại Bi, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, đã thốt lên lời pháp để phát khởi Bồ Đề Tâm trong tâm của hữu tình chúng sinh. Con khẩn nguyện Đức Thế Tôn, con xin Ngài ban gia trì cho giáo pháp thiêng liêng này bằng định lực của Ngài để nhiếp phục đại chúng. Một lần nữa, Đức Thế Tôn lại dạy rằng, nếu một ai đó kính ngưỡng và đặt tín tâm trong sáng vào kinh văn này, thì thời kỳ tà ác sẽ dừng lại. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các loại bệnh tật và tích lũy vô biên công đức. Nguyện cho tất cả mọi người đang sống trên cõi địa cầu sẽ được thoát khỏi thời kỳ tà ác, chiến tranh và mọi sự bất an, và họ sẽ lại được tận hưởng khoảng thời gian an lạc như trước. Trên phương diện tích cực về việc đưa ra một lời nguyện như thế này, thì lượng công đức một người làm được điều này, đặc biệt là trong các tháng Mão và tháng Ngọ, sẽ đem đến vô biên phúc lạc. Nếu có người ghi chép bản kinh này và truyền bá, họ sẽ đạt được một cuộc sống trường thọ, không bệnh tật, và sẽ có được sự hạnh phúc và thịnh vượng. Ngay cả nếu họ chỉ viết một đoạn kinh của giáo pháp này, thì nó cũng làm an dịu tất cả các chứng nạn xấu xa trong thời kỳ vũ trụ ác trược. Bản kinh này đã từng xuất hiện trước đây và sẽ lại một lần nữa tiếp tục được phát tán trong năm thìn. Kinh văn này sẽ tự hiển lộ, nhưng sẽ không thể lan rộng rãi trên khắp các cõi thế gian, bởi vì thời kỳ tà ác đang tăng trưởng. Sau đó, vào năm Phản Ngọ Đực, giáo pháp này sẽ mới được lan truyền rộng khắp. Giáo pháp thiêng liêng này là phương pháp giúp độ thoát khỏi thời kỳ tà ác. Nếu như không được truyền bá đến tất cả các quốc gia, thì mùa màng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn bởi ba trận giá rét và mưa đá. Thứ nhì, nạn đói khủng khiếp sẽ diễn ra, căn bệnh không rõ nguyên nhân xuất hiện. Sẽ có rất nhiều sự khổ đau và bất hạnh. Nhưng nếu bất kỳ ai đọc tụng và ghi chép bản kinh này, thì điều bất khả tư nghị rằng người đó sẽ thoát khỏi mọi thống khổ. Cho đến khi Đức Di Lạc thị hiện cõi thế gian, giáo pháp này sẽ là phương tiện cứu cánh che chở cho các chúng sinh. Nếu một ai đó tôn trọng với sự tín tâm trong sáng đối với kinh văn giáo pháp này, thì họ sẽ được tịnh trừ các bất thiện nghiệp, các che chướng và được tẩy sạch và được thanh tịnh hóa. Ngưỡng nguyện cho mọi chúng sinh được sống trong thế giới an lạc. Nguyện mọi sự trân quý và mong cầu đều được thành tựu. Nguyện tất cả các quốc gia đều được phước lành. Nguyện lợi lạc khắp quần sinh. Khi tình trạng bất ổn, thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, nạn đói ở tất cả các nước nhanh chóng được khắc chế. Nguyện cho có một cơn mưa cắt tường đem lại lợi ích cho các loại mùa màng. Và nguyện cho chúng sinh đạt được mọi ước nguyện viên thành. Nguyện cho sự giàu có, thịnh vượng của các dân tộc được tăng trưởng rộng rãi. Nguyện cho bánh xe giáo pháp thiêng liêng được duy trì trường tồn mãi mãi. Sau khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết, Đức Quán Thế Âm, Đức Di Lạc, Tôn giả A Nan, Trời, Người, Atula, Càng Thác Bà và vô lượng chúng sinh khắp các cõi thế giới đều vui mừng tán thán giáo pháp Đức Phật vừa tiên thuyết. Ghi chú về bản kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ. Bản kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ, sự tiên tri về tương lai, được phát lộ bởi cố đại sư Yanyang Kangte Choki Lodo Rinpoche 1891-1959, là đạo sư nổi tiếng khắp nơi trong thế kỷ trước và được ca tụng là bậc thầy của các bậc thầy. Ngài có uy tín với mọi truyền thống và là người quy tụ tất cả các dòng phái. Ngài là linh hồn của phong trào Rimi phi tông phái ở Tây Tạng. Bản dịch kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ do đệ tử Cathy Nguyễn Jamie Dichen Doma
chuyển Việt ngữ được dịch thành hai ấn bản. Ấn bản đầu tiên, sau khi vô tình đọc được bản Kinh Ngọn Đèn làm sáng tỏ mọi điều, sự tiên tri về các điều sắp đến trong tủ kinh sách nhà mình. Vì thấy trong kinh những dự ngôn tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất tương ứng với thời điểm dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, nên đệ tử đã phát tâm ấn tống và hiệu đính lại bản kinh. Và ấn bản đầu tiên với tựa đề Kinh Ngọn Đèn làm sáng tỏ mọi điều, sự tiên tri về các điều sắp đến, đệ tử Cathy Nguyễn đã phiên dịch và hiệu đính lại dựa trên cả bản tiếng Anh của ông Kama Sanagaso dịch vào năm 1988 và bản tiếng Việt của cô Nguyệt Đăng Pháp Tụ chuyển dịch Việt ngữ vào tháng 8 năm 2015. Với ấn bản đầu tiên này, đệ tử hoàn tất phần dịch thuật hiệu đính vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 và được xuất bản in ấn tống bao gồm cả phần tiếng Anh và tiếng Việt với trên 2.300 quyển với sự đóng góp cùng các quý vị Phật tử và đạo hữu. Và bản kinh này đã được phân phát đến tay mọi người đọc tụng ở một số vùng miền Việt Nam trong lúc cao điểm của thời điểm dịch bệnh. Ấn bản thứ hai, vì nhận thấy bản kinh còn có nhiều sự không được trùng khớp trong dịch thuật giữa các ấn bản tiếng Anh lẫn cả tiếng Việt, nên đệ tử Cathy Nguyễn phát tâm dịch thuật lại bản kinh này thêm một lần nữa với mong nguyện bản kinh được hoàn chỉnh hơn. Sau khi nhận được bản kinh văn bằng tiếng Tạng do Đức Nhiếp Chính Vương Khunga Rinpoche cung cấp, Ngài là một trong những bậc thầy của dòng truyền thừa Chopa Khachayu và Ngài đã cho phép đệ tử công bố cộng đồng vào ngày 3 tháng 4 2020. Sau đó, từ bản tặng kinh trên đã được chính Đức Nhiếp Chính Vương Galangkhan Rinpoche chuyển dịch tạng ngữ sang Anh ngữ trực tiếp cho đệ tử biên chép lại, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ quý giá của giáo sư tiến sĩ Phật học Kesi Semten, chủ trì tu viện Vajrayana Kim Cương Đại Thừa tại Sydney, Úc Châu, xem xét lại một số từ ngữ giúp đệ tử. Và bản kinh tiếng Việt này được đệ tử chuyển dịch Việt ngữ từ bản tiếng Anh, được biên chép từ lời dịch trực tiếp từ tạng ngữ sang Anh ngữ của chính Đức Nhiếp Chính Vương Galangkhan Rinpoche. Bản dịch Việt ngữ này đã được đổi lại với tên Kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ, sự tiên tri về tương lai, và đã được hoàn tất phần dịch thuật vào ngày 28 tháng 6, 2020, đúng ngay ngày lễ kỷ niệm 61 năm ngày tổ Yamjang Khenpse Choki Lodo thị tịch và đến ngày 31 tháng 7, 2020 mới được chính thức cho in ấn. Với ấn bản này đã được cho in ấn tống xuất bản 10.000 bản kinh văn. Nguyện mong sự gia trì các tường này từ chư Phật, Bồ Tát cùng các đạo sư giúp cho giáo pháp này của Đức Phật được lưu truyền lan xa tỏa rộng trên khắp các cõi thế gian. Nguyện năng lực ánh sáng của bản kinh tỏa rạng khắp mười phương, thanh tịnh những chiến nạn và dịch bệnh đang lan tràn khắp mọi nơi. Nguyện cho Bồ Đề Tâm tối thượng và trân quý sẽ khởi sinh một cách tự nhiên nơi dòng tâm thức của mọi hữu tình chúng sinh. Nguyện nhờ vào bản dịch không toàn hảo này mà người đọc nhận được lực gia trì toàn hảo của mười phương chư Phật, mau chóng thành tựu chánh đẳng giác. Mọi sai sót là của người dịch, mọi công đức xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh. Kinh này có thể sao chép hay in tống tùy nghi sử dụng, nhưng yêu cầu giữ nguyên nội dung, hình thức và không được mua bán. Tuyệt đối không được mua bán dù là sách in, băng thâu hay bản sao dưới bất kỳ hình thức nào. Khi ấn tống sách, xin liên lạc với đệ tử để lấy bản thảo mới nhất. Ngoại trừ bìa sách có thể tùy nghi thiết kế, phần ruột sách xin giữ theo nội dung và hình thức của nguyên bản. Mọi góp ý hay liên lạc ấn tống xin gửi về điện thư Cathy Nguyễn 1368@gmail.com. Bảo quản kinh sách.
hồi hướng ấn phóng bảo quản kinh sách. Kinh sách Phật Pháp chứa đựng lời dạy của Phật, có năng lực chở che chúng sinh không rơi vào các ác đạo, lại có khả năng khai mở con đường giác ngộ. Vì vậy nên thận trọng giữ gìn kinh sách Phật Pháp, không nên đặt dưới đất hay đặt ở nơi người khác có thể dẫm đạp lên, bước ngang qua hay ngồi lên trên. Khi mang theo bên mình nên bao bọc cẩn thận. Khi cất giữ nên để nơi cao ráo, sạch sẽ, không để chung với các loại đồ dùng thế tục khác. Tránh không đặt vật dụng thế tục lên trên kinh sách, không thấm nước bọt lật sách, vì làm như vậy là tự tạo ác nghiệp. Bao giờ cần thiêu hủy tài liệu có nội dung Phật Pháp, nên đốt, không nên vứt bỏ. Trước khi đốt, nên đọc một câu nguyện hay tụng chú, ví dụ như chú Om A Hum. Quán tưởng chữ viết trong trang giấy hòa nhập vào chữ A, và chữ A tan vào trong thân mình, mang trí tuệ của Phật hòa vào dòng tâm thức của mình. Sau đó vừa đốt vừa tụng Om A Hum. Hồi hướng ấn tống. Nguyện đem công đức này hồi hướng lên ngôi Tam Bảo, cầu quả vị Bồ Đề, thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, Tam Bảo thường trụ, chúng sanh an lạc, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng tới các bậc thầy giác ngộ, được trường thọ dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, tới chư tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời quá vạn, sớm vãng sanh tịnh độ A-di-đà, tới các chư vị đạo hữu giúp đỡ tịnh tài, in ấn và phân phát kinh văn, được thành tựu giác ngộ và đạt thành mọi mong nguyện thế gian và suốt thế gian, khắp pháp giới chúng sinh đều sớm trọn thành Phật đạo. Nam mô Varochana Tathagata. Cầu xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng phù hộ độ trì cho con, toàn thể gia quyến và tất cả chúng sinh thân tâm an lạc, duyên lành tăng trưởng, sớm đắc Phật tựa, diện kiến Di Đà, cao đăng Phật quốc, thành Phật như Phật, giống Phật không khác, hộ độ chúng sanh đồng vào biển giác. 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Một là những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Hai là thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm, cướp, đạo binh, ngục tù. Ba là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cù, oan trái của đời trước cũng như đời này. Bốn là các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ, nên những loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa không dám hãm hại. Năm là tâm được an vui, ngày không gặp những nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. Sáu là chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. Bảy là lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến khen ngợi. Tám là ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt, nếu nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân. Chính là vĩnh viễn lìa xa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc đầy tròn. Mười là hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành, lấy tâm cầu của chúng sanh làm phước điền cho mình, nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng, sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. Ấn quang tổ sư dạy. Ấn tống kinh tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ Đề ấn tống để trồng cội phước đức cho mình và thân bằng quyến thuộc. Thực hiện bởi
Tu viện Quảng Đức và Trang nhà Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Nam mô A Di Đà Phật.